có thể học tập và tăng khả năng tư duy của mình. Hôm nay, Baby của tôi xin giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm đèn bàn máy chiếu học vẽ có kèm bảng chữ nam châm có ghế. Bộ sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, có giấy chứng nhận của Tổng cục Đo lường Chất lượng và được nhập khẩu phân phối bởi công ty BBT Việt Nam. Sau đây, Baby của tôi xin giới thiệu với các bạn cách lắp ráp bộ sản phẩm này. Đầu tiên, chúng ta sẽ lắp chân bàn. Lấy hai đế chân nối với thanh ngang. Sau đó chúng ta sẽ lắp chân bàn vào đế chân bàn. Bước tiếp theo là lắp mặt bàn vào bộ chân bàn. Sau khi đã lắp xong bàn, chúng ta sẽ lắp bảng chữ, bảng nam châm vào bàn. Tiếp theo là lắp đèn chiếu. Sau đó, chúng ta sẽ để những phụ kiện lên bàn. Đầu tiên là bộ bút. Cắt bộ số và bộ chữ. Tiếp theo là giấy lau và 6 đĩa ảnh. Sau đó chúng ta sẽ lắp ghế. Đầu tiên lắp hai chân ghế vào đế ghế. Rồi lắp mặt ghế vào bộ khung ghế. Như vậy, sản phẩm đèn bàn máy chiếu học vẽ có kèm bảng chữ nam châm có ghế đã hoàn thành xong. Sản phẩm này thật sự là một món quà ý nghĩa đối với bé yêu của bạn. Với màu sắc chủ đạo là màu xanh dương, kết hợp hài hòa với màu xanh nõn chuối và màu cam, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Bên cạnh đó, đèn chiếu ngoài chức năng chiếu sáng còn có thể phát được những đĩa ảnh với những hình ảnh ở trong đĩa ảnh này. Đặc biệt, đĩa ảnh còn có tích hợp cả phụ đề tiếng Anh giúp bé có thể học tiếng Anh một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bảng chữ nam châm có thể gắn được những chữ cái và những con số giúp bé tăng khả năng nhận thức một cách dễ dàng hơn. Hy vọng với sản phẩm này của chúng tôi, bé yêu nhà bạn có những phút giây học tập thật hiệu quả. Baby của tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo.